Xin chào các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã quay trở lại với tiết học ngày hôm nay. Và chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi là chúng ta đã bắt tay bước vào một kỳ thi rất là quan trọng rồi. Đó chính là kỳ thi cuối học kỳ 1. Và kỳ thi này thì điểm số của chúng ta nhân hệ số 3 rất là quan trọng đúng không nào? Nó cũng là một điểm số tiên quyết, là một điểm số quyết định tổng điểm phẩy của chúng ta. Thế nên là đối với kỳ thi này chúng ta cần phải thận trọng, cần phải làm bài thật là cẩn thận nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại đối với đề số 3. Chúng ta sẽ quan sát lên đề số 3. Trước hết là phần đọc hiểu. Yêu cầu là đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi ở phía bên dưới. Ở trên đây thì cho chúng ta một đoạn trích khá là dài. Thế nên là chúng ta cần phải đọc thật kỹ cho cô. Đây là toàn bộ đoạn trích. Và được trích trong quà tặng cuộc sống, một câu chuyện cũng rất là có ý nghĩa. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát tới các câu hỏi. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì? Và cô nhắc lại thêm một lần nữa, chúng ta đã được học 6 phương thức biểu đạt chính. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lược lại một chút. Phương thức biểu đạt thứ nhất đó chính là tự sự. Tự sự thường xuất hiện trong các câu chuyện có nhân vật, có nội dung về cốt truyện đúng không nào? Thứ hai là miêu tả, mô phỏng lại. Thứ ba là biểu cảm. Thứ tư là thuyết, nghị luận. Thuyết minh. Được chưa nào? Và cuối cùng là hành chính. Và trên đây thì các bạn sẽ quan sát lại cho cô một lượt về đoạn trích và cho rằng là đoạn trích này thuộc phương thức biểu đạt nào là chủ yếu nhỉ? Mỗi người đều có một ước mơ riêng cho mình. Có những ước mơ nhỏ nhoi như cô bé bán diêm trong truyện cổ Andersen, một mái nhà trong đêm đông giá buốt. Cũng có những ước mơ lớn lao làm thay đổi thế giới như tỷ phú Bill Gates. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo, nhưng chúng ta chỉ có mơ thôi thì chưa đủ. Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện ước mơ. Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực. Ngày bạn thôi mơ mộng là ngày cuộc đời bạn mất hết ý nghĩa, vân 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 vân, cho đến con đường mơ ước của bạn. Nào, bây giờ chúng ta xem rằng đây có phải là tự sự không? Chúng ta chưa thấy có một câu chuyện nào xuất hiện ở trong đây đúng không? Chưa thấy được có nhân vật nào và các tình tiết cụ thể như thế nào được thể hiện trong đoạn trích vừa rồi. Miêu tả, đây có yếu tố miêu tả không? Không có yếu tố miêu tả. Biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính công vụ. Thì bây giờ qua 3 phương thức còn lại thì chúng ta cảm thấy là thuộc về phương thức nào? Chính xác đó chính là phương thức nghị luận, trình bày quan điểm này, bày tỏ ý kiến mình và đưa ra một cái bài học cho chúng ta đúng không? Rồi, việc ước mơ, những giấc mơ kỳ diệu là điều tốt nhất một người có thể làm. Tôi vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích nơi mà lòng kiên nhẫn, ý chí bền bỉ sẽ được đền đáp. Hãy tự tin tiến bước trên con đường ước mơ của bạn, cũng đưa ra lời khuyên, lời động viên đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ quan sát tới câu hỏi số 2. Nêu công dụng của dấu 2 chấm trong câu văn sau. Như Don Quixote đã nói, việc mơ những giấc mơ diệu kỳ là điều tốt nhất một người có thể làm. Như vậy là ở đây chúng ta quan sát có xuất hiện của dấu 2 chấm. Vậy là công dụng của dấu 2 chấm trong câu văn trên là gì? Công dụng của dấu 2 chấm có tác dụng gì nhỉ? Báo hiệu đằng sau là lời nói của nhân vật Don Quixote đúng không nào?
Lời nói trực tiếp. Của nhân vật Don Quixote. Được chưa nào? Như vậy là rất là dễ dàng thôi. Chúng ta đã xong câu 2 rồi, có sự lồng ghép của phần tiếng Việt, đúng không nào? Và câu 3 cũng là một câu hỏi về tiếng Việt, yêu cầu chúng ta đọc thật kỹ đoạn trích và phải tìm được câu ghép. Thế nào? Tìm câu ghép có trong đoạn trích và nêu cách nối các vế câu trong câu ghép đó. Như vậy chúng ta phải quan sát lại thật kỹ đoạn trích để xem rằng là trong đoạn trích này câu nào là câu ghép. Các bạn hãy dừng lại 1 tới 2 phút để có thể tìm cho cô câu ghép và sau đó hãy viết ra vở của mình rồi tập phân tích thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong câu ghép đó. Sau đó là cho biết là cho cô biết là câu ghép đó nối với nhau bằng cách nào. Được chưa? Bây giờ các bạn sẽ cùng cô tìm nhá. Rồi. Ở đây có một câu. Mơ ước chúng ta sẽ cùng viết ra, phân tích dễ dàng hơn. Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo. Năng động một cách sáng tạo. Nhưng chúng ta chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Rồi, đã hết một câu rồi đúng không? Câu ghép của cô đó chính là mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo, nhưng chúng ta chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Ở đây là một câu ghép. Bây giờ chúng ta sẽ xem rằng nếu là một câu ghép thì phải có hai thành phần chủ ngữ và hai thành phần vị ngữ, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thành phần câu ghép này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích thành phần chủ ngữ và vị ngữ có trong câu nhé. Ước mơ, sẽ là thành phần chủ ngữ 1. Khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo. Là thành phần vị ngữ 1. Từ nhưng này, chúng ta gì nhỉ? Là chủ ngữ 2. Vị ngữ 2 là chỉ mơ thôi thì chưa đủ. Như vậy ở đây là một câu ghép. Trong đề bài người ta không bắt chúng ta phân tích thành phần chủ ngữ, vị ngữ. Nhưng mà ở đây cô muốn phân tích cụ thể hơn để các bạn có thể hiểu rõ hơn về câu ghép trong câu này. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là câu ghép nối với nhau bằng cách nào nhé. Hai vế của câu ghép. Đây là vế 1 này. Còn đây là vế 2. Thì được nối với nhau bằng từ nhưng. Và từ nhưng là gì nhỉ? Quan hệ từ, đúng không? Cách nối là nối bằng quan hệ từ. Thông qua từ nhưng. Đấy gọi là nối giữa các vế câu. Chúng ta sẽ cùng quan sát đối với câu thứ 4. Bài học tâm đắc nhất mà em
rút ra từ đoạn trích trên là gì? Như vậy ở đây các bạn phải viết cho cô được thành một đoạn văn đối với câu 4. Viết cho cô thành một đoạn văn. Giới hạn của đoạn văn thì ngắn thôi. Chúng ta cũng không nên viết quá dài, mà viết từ 5 cho tới 7 câu. Hoặc là một đoạn văn từ 3 cho tới 5 câu. Đấy là về mặt hình thức. Và về mặt nội dung thì phải rút ra được cái bài học cho chính bản thân mình. Bài học cho chính bản thân mình. Ví dụ như là chúng ta có thể là không ngừng mơ ước này. Không ngừng mơ ước. Và tiếp theo đó là gì? Chúng ta cần phải quyết tâm thực hiện ước mơ. Quyết tâm thực hiện ước mơ. Và để cái lòng quyết tâm này thì được thực hiện thì chúng ta có thể là lên kế hoạch rõ ràng. Phải làm sao nữa nhỉ? Phải trau dồi bản thân. Đấy là một số những cái bài học để làm sao để giúp chúng ta thực hiện được ước mơ, được chưa nào? Như vậy là cô trò chúng ta đã chữa xong phần thứ nhất. Và đối với phần thứ nhất này thì rất là dễ dàng thôi, cũng không có quá khó khăn đối với bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó chính là phần tập làm văn. Cô trò chúng ta sẽ đến với phần thứ hai. Phần thứ hai của chúng ta có yêu cầu là em hãy thuyết minh về đồ dùng mà em yêu thích. Đối với thuyết minh về đồ dùng rất là nhiều, đúng không? Những đồ dùng quen thuộc đối với chúng ta, ví dụ như là bút này, thước kẻ này, bàn học này, vân 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 vân, cặp sách nữa, đúng không nào? Và trên đây thì cô sẽ giới thiệu đến các bạn, đó chính là về một chiếc đèn học để bàn. Bây giờ cô cho chúng ta sẽ cùng nhau lập dàn ý đối với đề bài này nhé. Trước hết đối với phần mở bài, đối với văn thuyết minh thì mở bài cũng không cần quá cầu kỳ. Chúng ta có thể viết ngắn gọn từ 2 cho tới 3 câu thôi để có thể giới thiệu về chiếc đèn để bàn. Đèn học để bàn. Là một vật dụng rất là quen thuộc đối với chúng ta, đúng không nào? Chuyển sang phần thân bài. Trước hết, một nhỏ, chúng ta phải thuyết minh về tổng quát, có nghĩa là thuyết minh về bao quát. Bao quát, tổng thể. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần 1 là bao quát thì có cái nhìn tổng thể nhất. Về gì nhỉ? À, có thể là về kích thước. Kích thước ở đây có chiều cao là vào khoảng từ 30 cho tới 35 cm. Được chưa nào? Thứ hai là đối với màu sắc. Màu sắc ở đây là màu đỏ, đúng không nào? Rất là rực rỡ này. Tiếp theo này, có nút nhấn gì? À, nút nhấn màu vàng, đúng không? Để chúng ta sẽ quan sát rồi. Nút nhấn màu vàng. Tiếp đến là chất liệu. Đèn làm từ chất liệu gì? Có thể là bằng nhựa hoặc là có thể bằng thép không gỉ. Ở đây cô lựa chọn là bằng thép không gỉ.
Rồi. Và một dấu cộng nữa để chúng ta có thể nói về là đây có thể là món quà hoặc là được sử dụng từ bao giờ. Đèn được sử dụng từ bao giờ? Có thể là quà sinh nhật vào năm lớp 7 này, hoặc là quà sinh nhật vào năm bao nhiêu đấy, tùy các em lựa chọn. Rồi, một dấu cộng nữa, cũng là dấu cộng cuối cùng đối với phần một nhỏ bao quát tổng thể này. Đó chính là đèn được đặt ở vị trí nào? Rồi, đèn được đặt ở vị trí nào? Đây là một câu hỏi tùy các bạn trả lời nhé. Có thể là một số bạn đặt ở bàn bàn học này, một số bạn thì đặt ở nơi khác, vị trí khác. Không phải là ai cũng có một cái kệ bàn học riêng đúng không? Có thể là trên bàn gấp này, rồi là có thể là trên kệ bàn học tập của mình. Đấy là tùy theo lựa chọn của các bạn để đặt vị trí đèn sao cho nó phù hợp đối với việc học tập của chúng mình. Hai nhỏ, sau khi chúng ta đã miêu tả bao quát tổng thể, giới thiệu bao quát tổng thể rồi, thì chúng ta sẽ đến phần là giới thiệu cụ thể. Cụ thể các bộ phận. Các bộ phận của đèn. Ở đây chúng ta thấy đèn được chia ra làm 3 bộ phận đúng không nào? Thứ nhất là chúng ta thấy ở phần dưới này, đó chính là phần đế. Phần đế đèn. Thứ hai là có phần thân đèn. Và thứ ba, đây, đó chính là phần bóng đèn. Đối với đế đèn thì chúng ta có thể miêu tả kỹ hơn nó hình gì này. Hình tròn đúng không nào? Hình tròn. Có gì nữa nhỉ? Đường kính đi, kích thước về đường kính. Đường kính là khoảng vào 10 đi, 10 cm. Như vậy là bán kính là thế nào nhỉ? Chúng ta có thể là chia đôi ra thì sẽ ra được bán kính. Còn đường kính, ví dụ đây là một hình tròn, đúng không? Đây là đường, đường kính. Còn bán kính đây, R, được chưa? Rồi. Đến thân đèn. Thân đèn có độ, có chiều cao là bao nhiêu? Có thể là từ 30 cm thôi. 30 cm này. Thân là thân trụ, có hình trụ. Hơi cong, đúng không? Hơi cong ở phần đầu này. Rồi. Và cái phần chính nhất đó chính là bóng đèn. Và bóng đèn ở đây là loại bóng đèn như thế nào? Và lựa chọn loại bóng đèn. Được chưa nào? Sau khi mà chúng ta giới thiệu về các bộ phận của đèn rồi, thì giới thiệu thêm một chút nữa cho cô. Đó chính là nguồn điện, cách sử dụng. Cách sử dụng gồm có công tắc này, để tắt bật đèn cho thuận lợi đúng không? Công tắc. Gì nữa nhỉ? Có dây dẫn. Dây dẫn điện. Và thường được cắm với nguồn điện là bao nhiêu vôn? 220V là phổ biến, đúng không nào? Nguồn điện 220V. Rồi. Như vậy là nếu mà chúng ta muốn đèn sáng thì chúng ta cần phải có các bước như thế nào? Các bước.
cắm dây điện. Vào đâu? À, vào ổ điện. Thứ hai là chúng ta sẽ bật công tắc. Công tắc đèn. Để cho đèn phát sáng, đúng không nào? Còn có cả trên đây nữa, có cả núm điều chỉnh nữa, đúng không nào? Một số đèn thì có núm điều chỉnh thì có thể tăng độ sáng hoặc là giảm độ sáng của đèn, chưa? Như vậy ở đây là có các bước. Thứ nhất là chúng ta phải cắm dây điện vào nguồn điện. Sau đó là từ nguồn điện thông qua dây dẫn mới đến được công tắc. Công tắc để chúng ta có thể bật đèn để cho đèn hoạt động, đèn sáng, được gọi là nguyên lý hoạt động của đèn. Sau khi mà chúng ta nêu về cách sử dụng rồi thì đến ba nhỏ. Ba nhỏ là chúng ta có thể làm gì nhỉ? Nêu công dụng của đèn. Công dụng của đèn. Tác dụng của đèn là gì nhỉ? Công dụng hay là tác dụng của đèn? À, cung cấp ánh sáng. Cung cấp ánh sáng tập trung vào một điểm. Và cái ánh sáng của đèn thì chúng ta thấy là ánh sáng này là ánh sáng gì? À, chính xác, đó chính là ánh sáng vàng. Còn nếu mà đèn huỳnh quang thì nó đem lại ánh sáng trắng, đúng không? Và nó không tập trung vào một điểm, khiến đôi khi là khiến cho mắt chúng ta bị mỏi. Thế nên là người ta sử dụng là ánh sáng vàng. Giúp mắt đỡ bị mỏi. Có một câu chuyện rất là thú vị cô muốn kể cho các bạn nghe, đó chính là ngày nhỏ khi mà cô học, chiếc đèn của cô cũng chỉ để trên một cái kệ bàn, bên trên là có các giá sách. Nhưng mà lúc đấy là buồn ngủ quá, thế là gục ngủ luôn ở trên bàn. Thế là học tập vào khoảng từ 11 cho đến 12 giờ đêm rồi, là mệt quá gục luôn ở trên bàn. Và cái ánh sáng đấy nó cứ bật mãi và khiến đèn bị cháy. Thế nên là các bạn cần phải sử dụng một cách hợp lý, không có là đèn của chúng ta bị hỏng, nghe chưa nào? Sau khi mà chúng ta nêu được một số công dụng rồi thì sẽ đến bốn nhỏ là cách bảo quản. Sử dụng sao cho nó hợp lý nhất. Sử dụng hợp lý này. Lau chùi cẩn thận. Lau đèn thường xuyên đi. Các cụ thường có câu là của bền tại người, đúng không nào? Thế nên là chúng ta cứ làm sạch sẽ đèn thì đèn nó sẽ hoạt động được lâu hơn, đúng không? Có một số bạn thì ngủ một mình thì thường sợ ma, thường lấy là để đèn hỏng làm đèn ngủ, đúng không? Đấy, một câu chuyện rất là thú vị. Sau khi mà chúng ta đã triển khai các bước, bước thứ nhất là miêu tả bao quát tổng thể, bước thứ hai là giới thiệu cụ thể về các bộ phận, thứ ba là nêu công dụng của đèn, và thứ tư là cách bảo quản. Đấy là các bước để chúng ta có thể triển khai được bài văn thuyết minh về đồ dùng mà em yêu thích. Ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các bạn là đối với một chiếc đèn để bàn, đúng không nào? Nếu mà bạn nào kỹ hơn thì có thể nêu thêm một chút ở đây là để bảo vệ bóng đèn, đúng không? Và cái này nó sẽ theo hướng tập trung ánh sáng vào một điểm. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong được đề số 3 này. Mong rằng là các bạn sẽ nốt thêm được những cái lưu ý của mình vào bài học để chúng ta có thể là đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những giờ học tiếp theo.